On blog xin chào tất cả anh em nhá. Ở video ngày hôm nay mình sẽ nói về Fantasy Top là một trong những nền tảng gọi là file cộng với cả kết hợp với cả gaming về thẻ rất là hay ho và cũng là một cái cơ hội đầu tư giúp cho anh em uh, tham gia và cũng có thể kiếm được tiền từ cái uh, mảng dự án này. Ok. Thì nó là gì? Thì trước tiên bắt đầu thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu rằng là Sosify là gì đã. Sosify là một cái mạng xã hội nhưng mà tuy nhiên là trên nền tảng của uh, thế giới phi tập trung và uh, web 3 thì bây giờ mình chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là tại sao chúng ta nên đầu tư vì các bạn có thể thấy là cái giai đoạn vừa rồi là chúng ta đã thấy là frentech đúng không là một trong những cái dự án mà đã ra token và nó là mạng một trong những cái mạng là gắn liền trực tiếp với cả mạng xã hội uh, twitter Đấy. thì cái fantasy top ở đây nó cũng hoạt động theo cơ chế vậy nó gọi là social file trading card game tức là nó sẽ kết hợp giữa gaming và social file và dựa trên cái tương tác trên cái mạng xã hội của những cái KOL thẻ bài này và chúng ta có thể kiếm tiền được từ những cái giao dịch và kiểu sưu tầm của cái uh, Fantasy Top. Và người dùng chúng ta sẽ phải cần làm gì ạ? Chúng ta sẽ sưu tập các thẻ bài để tạo thành một cái đội trên uh, Twitter. Sau đó đem đội của mình đi thi đấu tham gia vào các giải tournament. Đấy. Và sẽ thi đấu với người khác và chúng ta sẽ cùng ganh đua để nhận cái reward thưởng là fantasy point hay là cái căn cứ để chúng ta uh, được airdrop về sau cũng như là được airdrop trên mạng và uh, blast. Ok. Thì cái fan point này này, cái chính là cái uh, xương sống trên cái hệ sinh thái fantasy Đấy. Và người dùng có fan point sẽ nhận được các phần thưởng như là ETH này. Đấy. chúng ta sẽ xem vào trong cái phần tournament này. Mọi người có thể nhận được cái uh, ETH cũng như là Uh, thẻ reward ừ. đây là cái giải cũ rồi thì mình sẽ xem những cái giải cũ uh, trước đây của mình nhé Đấy, đây thì uh, dựa theo cái cái giải của mình thì mình là đứng trong top ở cái giải main tour chính ấy, thì là được ở uh, rank 3000 trên 18.000 vì mình, mình nhận được là hai cái thẻ miễn phí ETH uh, thì không được bởi vì là ETH nó dành cho cái top lớn hơn cao hơn Uh, mình được câu 5 go blast cộng với cả 1145 star 1000 hơn 1000 star uh, fan point đây uh. và sắp tới là sẽ có nhiều tournament khác nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể tối ưu trong việc đầu tư cũng như là vì là mình tham gia ở giai đoạn rất là sớm mình cũng có đăng ở trên kênh channel bên mình rất là nhiều về con hàng fantasy top này thậm chí mình thấy nó hay và hấp dẫn hơn so với cái gọi là Frentech rất là nhiều Frentech thì đơn thuần chỉ là một cái mạng xã hội và tổng hợp tất cả những người mua cái token đấy thôi và chúng ta thể tham gia được group chat còn cái này thì nó có nhiều yếu tố hay ho hơn mình sẽ cùng chia sẻ cho mọi người trong này nhá thì à, đầu tiên chúng ta sẽ cần là ETH mạng Blast nhé ETH mạng Blast được chưa ạ sau đó thì chúng ta để có thể có ETH mạng Blast thì chúng ta nên dùng cái cầu cái bridge như là trên ví Zerion hoặc là mọi người có thể vào cái Auto này một trong những cái như cái cầu một khá là phổ biến và nhanh lẹ mọi người có thể chuyển từ ETH từ những cái mạng khác vào từ mạng chính hoặc là Arbitrum hoặc Base hoặc là Scroll nhiều lắm sau đó thì mọi người sẽ bridge sang mạng ETH Blast ok để mọi người có thể thêm mua thẻ bài thì vì mình là mua ở giai đoạn sớm nên là mình uh, được tham gia mua ở giá rất là rẻ mình đầu tư vào cái con fantasy top này thật ra có mất có không phải một eth thôi à vì đợt trước cái cái pack của nó ấy, thì cái thẻ này nó chỉ có khoảng là 0,033 và 0,066 eth thôi tổng lại là mình mua hai lượt đấy thì chỉ mất 0,1 eth cả phi đi đấy thì bây giờ là cái thẻ của nó là nó đã 0,43 rồi eth rồi khá là cao cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu về thị trường, đấy. càng nhu cầu về thị trường càng lớn thì cái pack này nó càng cao ừ. và tuy nhiên là mình không khuyến khích mọi người sẽ mua cái này nhé, cái này dành cho các bạn có vốn lớn thôi. vì sao? bởi vì là khi mà mình mở cái pack này ra thì nó sẽ có khoảng 5 cái thẻ trong đấy và thẻ trong đấy thì cái rank nó cũng hên xui lắm. tùy các bạn có thể có thẻ hiếm, thẻ hiếm thì không sao, hồi mình pack, unpack thì mình cũng được uh, nghĩa là trong trong hai lần unpack thì có một lần là mình được một cái thẻ rất là hiếm bán được không phải mấy ETH đấy đỉnh của nó cũng phải lên đến không phải tám chín ETH đấy. thì uh, mình đã bán cái thẻ rồi để mình mua những cái khác để mình lên uh, lên rank ok đấy thì uh, các bạn mà chưa ETH thì các bạn có thể mua ở trên sàn giao dịch Alinex Alinex là một trong những đối tác của Cryptoholic cũng như block từ năm 2017 đến giờ rất là uy tín, chả có phốt viết gì cả và rất là an toàn và Uh, uy tín từ trước đến nay rồi, Đấy. mình đã sử dụng mình từ hồi mình sử dụng mình không quan tâm đến các sàn khác như Remitano hay là các sàn nào cả, ok. rồi thì uh, đây là những cái thẻ của mình này, thì khi mà các bạn unpack ấy, thì các bạn sẽ có năm cái thẻ khác nhau và điều kiện để có thể lên được rank ấy, thì là mọi người sẽ cần năm cái thẻ tương ứng để có thể lên được. thí dụ nhé, thí dụ bây giờ mình đã nói về cái thẻ Sandra này, mọi người có thể ấn vào thẻ và mọi người có thể xem theo dõi được những cái thông số của cái Twitter đó Twitter của Sandra chẳng hạn đúng không đây nó có 25.800 người follow các bạn có thể follow các bạn thì các bạn sẽ xem những cái thẻ bài này cái giá trị của nó sẽ phụ thuộc vào những cái content của cái những người trên Twitter này họ đăng cái giá trị họ mang lại những cái bài viết content chất lượng và cái mức độ tương tác của họ thì nó sẽ thể hiện được càng nhiều tương tác thì cái giá trị của cái cái thẻ bài này càng có tiềm năng tăng trưởng về tương lai Đấy. Và mọi người có thể vào marketplace để tìm nhé Mình khuyến khích mọi người là nên vào marketplace để mua thẻ hơn là unpack Vì với tầm 0.4 ETH thì các bạn có thể có nhiều lựa chọn khá là nhiều Các bạn có thể mua ở những cái common này Common mình không nói em gì, common này rất là thẻ rẻ rồi Đây, Các bạn có thể kiếm những cái thẻ 0.01 ETH luôn ừ. 0.01 rất là rẻ Đây, Các bạn có thể mua tận à, Nếu như 0.4 ETH các bạn mua được nhiều thẻ này lắm hoặc là các bạn có thể vào rare, các bạn có thể chọn thẻ rare chẳng hạn. Rare rẻ cũng nhiều mà. Rare cũng phải tầm 0.043 này. Rất là rẻ. Thì chúng ta xem cái thanh niên lại này là ai nhá. Thanh niên này thì cái mức độ tương tác chưa được ok lắm uh, inflation hơi cao đúng không? Nghĩa là F inflation ở đây chính là cái tỷ lệ gọi là lạm phát, đó là lý do tại sao cái con này con hàng này nó rẻ. Đấy, supply hiện nó là khoảng 46.400 rồi. Và burn cũng là 3.200 cái Burn này chính là cái mà khi mà các bạn nâng cấp lên Thì cái này, những cái thẻ này sẽ bị Burn đi Hiện tại cái comment, thẻ comment của cái um, thanh niên này khá là nhiều Đây, Chúng ta sẽ vào Twitter của họ Các bạn cũng nên uh, check luôn Twitter của người ta nhé Twitter là có hơn 100.000, 120.000 cả follower cả. Nhiều ghê uh, Thanh niên này có vẻ là hơi lười đăng bài ở trên Twitter uh, Đúng Hơi lười như thế này thì cái giá trị mang lại nó sẽ ít à, Thì mọi người cũng phải nên ngó những cái này Còn đây là cái Inner Cycle ở trên Twitter của họ, những cái người uh, có tương tác Nghĩa là cũng có trên nền tảng Fantasy nhưng mà có tương tác ừ. Thì người này đã kiếm được là 3,75 ETH Fan point Ok Plus Ừ và chúng ta có thể xem được những cái giao dịch gần đây nhất của người ta và có bao nhiêu holder đây. hiện ra tất cả các holder luôn khá là nhiều holder bởi vì rẻ mà đấy thì mọi người lưu ý cho mình là để tham gia được cái tournament nhá thì mọi người sẽ cần năm thẻ khác nhau cho mình mọi người sẽ mua cho mình năm cái loại thẻ khác nhau đấy. trước mắt các bạn nếu mà ít vốn các bạn không cần phải mua quá nhiều thẻ rare đâu các bạn mua common cho mình đi vì uh, chuẩn bị sắp tới là ở trên uh, mình có xem ở trên fantasy là họ có đang chuẩn bị vào thứ ba tức là ngày mai sẽ có một cái giải uh, tournament 2 tức là main sẽ cộng được uh, nghĩa là sẽ chia cùng nhau chia cái pool gọi là 333.000 điểm plus go còn thứ năm là sẽ cho những cái người mà chỉ có thể common only thôi tham gia thôi đây là một cái giải phụ giải phụ thì reward thường không nhiều bằng cái main, main tour này Đấy. Thì, uh, như mình đã nói rồi là cái này nó liên quan trực tiếp đến mạng xã hội uh, Twitter Do đó thì mọi người khi mà mọi người lập tài khoản Thì mọi người nên Mọi người sẽ phải nạp ví, nạp tiền vào trong một cái ví mới của trên Blast Đấy Thế nên là mọi người cần để đảm bảo security Thì mọi người nên sau khi tạo xong nạp tiền Thì mọi người có thể nên export cái wallet cho mình Và lưu key cẩn thận Bởi vì, những cái này bạn đăng nhập hầu hết là sẽ đăng nhập bằng twitter mà nên là khi mà các bạn mà twitter của bạn có vấn đề gì chẳng hạn thì bị hack hoặc là bị uh, bị, uh, bị 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 uh, gọi là spam hay là gì đó thì nó khóa cái tài khoản twitter của bạn thì các bạn sẽ bị mất ak à, đó là điều chắc chắn nên là các bạn nên export key cho mình để các bạn có thể đăng nhập lại một cách bình thường hơn đúng không ừ. thì các bạn hàng ngày các bạn có thể vào daily quest để claim để xác nhận để có thể nhận được cái gọi là uh, cái điểm star đấy, các bạn lock a deck này nằm list a card place a bit à, ok thì bây giờ mình sẽ cùng đi vào tìm hiểu là bây giờ chúng ta bid lock hay là bán cái thẻ này như nào nhé rồi ok bây giờ thí dụ bây giờ mình vào cái thẻ rare này của mình thì nếu như các bạn mua muốn mua cái thẻ rare này mà cần để lên được cái thẻ cấp cao hơn legendary chẳng hạn thì các bạn sẽ cần bốn cái thẻ nữa ủa nghĩa là mình sẽ cần phải mất tên tận một phẩy mấy TH cơ Đấy, thì các bạn có thể mua ở đây hoặc các bạn có thể swap các bạn có thể quét bốn thẻ nghĩa là mình sẽ cần phải mất gần 1,6 ETH để mà có thể lên được cái cấp cao hơn Đấy, đây là mình ví dụ cái cấp cao nhé có cái cái rẻ hơn đi cái rẻ hơn cho các mọi người dễ chứ mọi nhìn nhìn tiền to quá cũng sợ đây thì dụ như là đây cái, cái cái cái, thẻ này khá là nhiều sao tuy nhiên là giá nó khá là đắt là gần 0,1 ETH nghĩa là mình để cần lên được cái rank cao hơn mình sẽ mất là 0,4 ETH ừ. rồi bây giờ mình bán thì sao bán thì các bạn vào sell thôi các bạn có thể bị list này Đấy, các bạn có thể đặt cái giá các bạn mong muốn hai các bạn được list thôi hoặc là các bạn có thể nhìn vào đây là có một người nào đó đang offer cho các bạn cái mức giá là sẵn sàng mua thẻ này ở cái mức là thẻ này là 0,089 phẩy không thì các bạn có thể bán luôn ngay lập tức và thu tiền về còn đây là bit bit là sao bit là các bạn mua các bạn mong muốn mua cái này ở giá thấp hơn chẳng hạn thì các bạn sẽ bit thôi bit ở giá 0,07 chẳng hạn thì đến lúc khớp thì nó sẽ khớp đúng không còn đây là thông số về về lạm phát ừ, thông số thông số lạm phát thì một trăm là là cao lắm đấy còn thẻ này là lạm phát rất là ít này mới có 1719 min tật thôi Đấy. rồi như vậy là mình đã giới thiệu cho mình cho các bạn sơ qua rồi bây giờ chúng ta có thể xem là có bốn mức độ này epic legendary rare đúng không chúng ta có thể xem những cái thẻ ở cấp cao hơn nhé mình thì chưa có thẻ cao hơn ở đây chúng ta sẽ xem ở marketplace ok rồi bây giờ mình sẽ xem epic đi à, epic nhiều thẻ khá đắt nha không đùa đâu nói chung là mấy eth một thẻ cơ. còn nếu mà thẻ rẻ nhất thì vẫn là thành cái thanh niên này, thanh niên barat, krimo này là một có nhiều thanh niên khác là những cái thẻ gọi là epic thì cũng phải tầm hai mấy Đúng rồi khủng khiếp. mình nghĩ là về sau ấy nó sẽ có những cái tournament cho những cái thẻ cao hơn. Đấy. thế nên là các bạn có thể cân, cân nhắc trong việc là 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 đầu tư. tuy nhiên là mình khuyến khích là mọi người nên nâng cấp dần dần từ từ thôi vì chúng ta không ở tham gia giai đoạn sớm, giống như mình bỏ vốn rất là ít mà về thu về là cũng phải không phải được, cũng phải gọi là ít hơn 10 đi, ít hơn 10 đúng không? Đấy. thì uh, mình hy vọng là đây là một trong những cái dự án cũng sẽ giúp cho mọi người đầu tư cũng như là tham gia sâu vào. Đấy. ở trên twitter của Fantasy Top thì mọi người có thể thấy là list họ cũng đã làm một cái bài hướng dẫn how to play về Fantasy Top thì mọi người có thể đọc. Ừ cũng rất là hay đúng không? Đây là một trong những cái rất là mới mẻ, vẫn còn mới đối với mình, mình đánh giá thì vẫn còn mới thôi. Đấy, thì mọi người thì xem này, cách upgrading. Thế nên đây vẫn là một cái cơ hội cho mọi người tham gia vào ở giai đoạn sớm, ừ, vẫn là cơ hội. Mình nghĩ là đặc biệt là nó đặc biệt là các bạn có thể tham gia sớm để nhận được những cái reward airdrop ở trên mạng Blast. Blast vẫn chưa chính thức airdrop mà, nó vẫn đang chỉ chỉ có point thôi, vì Go thôi. Đấy thì các bạn có thể tham gia go hiện tại là ở giá ở chợ đen trên thị trường chợ đen thì như nó khoảng mấy đô đấy? 5 đô 5 hay 7 đô gì đấy hoặc là những cái point này rồi là plus point nó cũng sẽ là cái căn cứ để drop cho mọi người Ok các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Cryptoholic để có những cái content về cái sun aerob sắp tới đấy thì fantasy mình có đăng rất là nhiều trên trên uh, kênh uh, Twitter của Telegram của Cryptoholic thì mọi người có thể vào xem nhé. Rồi, các cảm ơn các bạn rất là nhiều. Video này ngày hôm nay cũng uh, hơi dài rồi nhỉ Rồi, chào các bạn nhé. À. Tắt rồi. Ui, bấm chưa nhỉ? Ừ. À. Ủa, chưa bấm à? Đây làm sao nhỉ? <laughs>